Cô gái Hà Nội có trái tim và dạ dày nằm bên phải. Trái ngược hoàn toàn với người bình thường, trái tim và dạ dày của cô gái nằm bên phải, còn gan và ruột thừa lại nằm bên trái. Theo thông tin từ Bệnh viện E Hà Nội, đơn vị này vừa phẫu thuật cắt ruột thừa thành công cho một bệnh nhân nữ bị đảo ngược phủ tạng hiếm gặp. Thạc sĩ bác sĩ Phùng Văn Quyên, khoa phẫu thuật tiêu hóa cho hay, cô gái 20 tuổi trú tại Hà Nội đến bệnh viện với các dấu hiệu rõ rệt của chứng đau ruột thừa như đau bụng dữ dội vùng hố chậu, buồn nôn, đau tăng dần và liên tục, đau di chuyển xuống hạ vị. Tuy nhiên khác với người bình thường đau ruột thừa ở hố chậu phải, cô gái này lại đau bụng ở hố chậu trái. Điều này rất dễ gây nhầm lẫn trong chẩn đoán bệnh. Qua khám lâm sàng và kết quả các xét nghiệm siêu âm chụp CT ổ bụng, chúng tôi xác định người bệnh bị viêm phúc mạc khu trú do ruột thừa mủ trên nàng phủ tạng bị đảo ngược hiếm gặp, bác sĩ Quyên cho hay. Phủ tạng đảo ngược là tình trạng các cơ quan mô, nội tạng trong ngực bụng đảo ngược phản chiếu theo mặt phẳng đứng dọc so với vị trí bình thường. Tình trạng đảo ngược phủ tạng có thể hoàn toàn hoặc chỉ một vài cơ quan đơn thuần, bác sĩ Quyên đánh giá thêm. Đây là dị tật hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 0,001 đến 0,01%, trong đó khoảng từ 5 đến 10% có dị tật tim bẩm sinh kèm theo, khoảng 4% số các ca đảo ngược phủ tạng có thể mắc viêm ruột thừa. Những người còn lại có cuộc sống hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.